Hãng phim Asylum giới thiệu. Trái đất tận diệt. Xin chú ý, đây là khu vực an ninh. Vì lý do an toàn, xin hãy tránh ra. Khu vực phi thuyền, những người được chọn. Hãy mau chóng đến cửa lên tàu Antus Exodus. Chào mừng lên tàu Antus Exodus. Dục mọi người nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh chân lên. Vasquez, bên đây, đám đông nổi loạn rồi. Ở đây có người bị ngã. People, Howell, hai người theo tôi nào. Đội 31, bên đây, có nghe không? Chết tiệt, có một người đang lên tàu. Albert Einstein, trái phép. Biến khỏi đây thôi. Đang đuổi theo. Dừng chi diện. Tất cả không vung. Đóng cửa lại. Đứng yên. Đứng yên. Cho tôi chỉ muốn sống thôi. Đại quý, có khả năng có người. Cất cánh khẩn cấp. Làm ngay đi. Đẩy hết tốc lực đi. Xin lỗi, chúng ta không thể làm thế. Trung úy Frank Frankberg, chỉ huy chiến thuật của đội 31 thuộc quân đội Bắc Mỹ. Đại quý Sam Crow, khởi động hệ thống lái tự động và hệ thống nghỉ. Thưa ngài, những người đó không đáng được ở trên tàu. Đây là một trong những chiếc thuyền cứu sinh. Vài người được chọn do tài năng, vài người được chọn do may mắn. Con người phải được bình đẳng. Tôi phải quay trở lại. Tôi và đội của mình là một phần của đội bảo vệ trái đất. Tim, khởi động giao diện thì chúng tôi bắt đầu ngủ đông. Dần thưa ngài. Chúng ta sẽ không ngủ đông đâu, thưa ngài. Frank, một thủy thủ già đã nói như thế này. Đừng bao giờ nhảy vào thuyền cứu sinh, trừ phi không còn đường nào khác. Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta đã thua cuộc. Không, chúng tôi vẫn chưa đầu hàng. Gia tốc chúng ta đã có ở mức 1 giờ kể từ khi rời khỏi quỹ đạo. Chẳng thể quay lại được nữa. Tôi không có yêu cầu thế. Anh biết sao không? Dù anh có bắn tôi chăng nữa thì anh vẫn không thể thay đổi được định luật vật lý. Chúng ta sẽ đến một thế giới khác. Chúng tôi rất vui nếu ở đó được anh bảo vệ. Antus Exodus đấy, Frank. Anh có thấy người anh hùng nào chưa? Các anh đang nhìn gì? Tiếp tục làm việc đi. Được rồi, Trung úy, giờ chúng tôi sẽ đưa anh vào trạng thái ngủ đông. Anh sẽ phải giải giới vũ khí. Tôi sẽ mang cái này theo. Tôi sẽ mơ chứ. Những cơn ác mộng sẽ có cảm giác như thời gian ngừng trôi.
Này, qua bên đây. Cởi ra đi. Cái gì? Ăn mặc thế này sẽ dễ dàng bị phát hiện lắm đấy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai bắn chúng ta thế? Tôi không biết. Đi thôi, hãy ra khỏi chỗ này đi, nhanh lên. Tôi sẽ lên đó dò thám tình hình. Hai người ở lại đây, đợi anh ta đi. Tôi đã bảo các người ở lại đó mà. Anh là người duy nhất có súng.
Đi thôi. Nhanh lên. Frank. Report. Báo cáo đi. Howell chết. Còn Vasquez không có tin tức. Có thứ gì đó đang đuổi theo chúng tôi, nhưng tôi không thấy rõ. Chúng đang hạ Vasquez rồi. To con, dùng một dạng thiết bị sóng âm hay ngụy trang chủ động gì đó. Ngụy trang chủ động à? Tôi phát hiện hai người này sau vụ va chạm. Chúng ta mau đi thôi. Có một dòng suối nhỏ cách đây nửa dặm. Chúng ta sẽ làm chúng mất dấu. Sao chúng tôi phải đi theo anh chứ? Vì tôi là người có súng. Không có vũ khí à? Mất trong vụ va chạm rồi. Tôi chỉ còn thứ này. Có thể tìm thứ nào to hơn không? To hơn của anh đấy. Mẹ anh không nói thế đâu nha. Được rồi. Có thấy mấy con khác không? Bọn gầy gò xanh sao ấy. Ừ, tôi có thấy chúng biến mất rất nhanh. Tôi không biết chúng là gì nữa. Chúng trông gần giống như con người. Gần giống à? Các người là ai? Chúng tôi là... Không, không, không. Chúng vô hại. Các người là ai? Chúng tôi đến từ tàu Isaac Newton. Chúng tôi đã đến. Cây quái gì thế? Nhanh lên, nhanh lên. Đi theo dòng suối. Tôi sẽ tách ra và đánh lạc hướng chúng. Tôi đi với sếp. Không, anh cứ đi với họ. Thúc họ di chuyển nhanh lên. Coi chừng sau lưng đấy. Anh. Anh là Tim. Dân thân ngại, tôi hân hạnh được hỗ trợ. Sao anh ta lại nắm quyền chỉ huy thế này? Đi thôi. Nhanh lên. Tôi nghĩ ngài sẽ an toàn hơn trong tình huống bất thường nếu ngài chịu nhỏ tiếng lại. Ta muốn chúng đi theo. Tôi được lập trình để bảo vệ tính mạng con người. Tôi sẽ cho anh một trận nếu anh không chịu làm ồn đấy. Tôi sẽ làm theo. Tôi hân hạnh được hỗ trợ ngài. Tôi đã tìm được chỗ trốn.
Các người là ai? Các người không phải từ tàu Albert Einstein à? Mà chúng ta đang ở cái xó nào thế? Anh không biết sao anh vẫn còn phi hành đoàn kìa. Anh vẫn còn phi hành đoàn. Không sao đâu, Honda. Chúng tôi đã biến. Đó là tàu đầu tiên rời đi. Đúng rồi đấy. Và chúng tôi rơi xuống đây. Không biết gì sao nữa. Toàn bộ phi hành đoàn chết hết. Chúng tôi bị bọn Chameleon bao vây. Đó là mấy con đang đuổi theo chúng ta đấy. Vài người trong chúng tôi bị bắt lại và bị nhốt. Tôi không biết đó là cái gì, giống như một nhà tù, sở thú hay là phòng thí nghiệm. Còn khác gì nhau đâu. Cái nào chẳng nhốt. Lúc tàu các anh rơi xuống thì chẳng còn cái lồng nào. Giờ thì có thêm người của chúng tôi chết đi. Nhưng các người đã trốn thoát. Phải, và giờ thay vì cho ăn thì chúng tôi đang đi săn. Còn muốn trở lại đó sao? Không. Tôi cũng nghĩ thế. Bây giờ chúng ta phải hợp tác với nhau. Để làm gì? Chúng ta còn không biết chúng ta đang ở đâu nữa. Đại quý, anh có biết chúng ta đang ở đâu không? Tôi... Đây không thể là Alpha Proxima Fly. Chỉ có một mặt trời. Ở đâu? Ở đầu có vết thương. Chắc là anh đã bị chấn thương. Cô là bác sĩ hả? Tôi là y tá, nhưng tôi không có đem theo thuốc. Để xem tôi có thể làm gì. Còn anh thì sao? Anh là Tim, đúng không? Tôi là người máy giúp đỡ con người. Bạn gọi tôi là Tim. Tôi rất hân hạnh được hỗ trợ mọi người. Cho tôi một bánh chuối nào. Tôi không có đủ nguyên liệu cần thiết. Vậy anh có khác gì vô dụng đâu. Chúng ta ở đâu? Sao chúng ta lại đến đây? Hana, mỗi con tàu ạc sẽ đến địa điểm. Tôi xin lỗi đã không thể trả lời câu hỏi của cô. Thứ khiến con tàu gia chạm xảy ra trước khi tôi được đánh thức. Tuy nhiên, khi tôi hoạt động trở lại, tôi đã bắt đầu ghi lại hành trình con tàu. Vậy sao? Trước khi gia chạm, tôi đã thấy thứ hình tam giác như tàu không gian. Tôi nghĩ mình có thể cung cấp khoảng biến thiên và phương vị đến mục tiêu. Nhưng đó là gì thì tôi e rằng mình không biết. Chúng ta sẽ có một kế hoạch. Con tàu đó có thể giúp đỡ chúng ta về nhà. Chúng ta rời khỏi bọn ngoài hành tinh đang tiêu diệt chúng ta. Anh nghĩ mọi người ngoài hành tinh này đang làm gì? Chúng ta sẽ tìm một con tàu đó và trở về lại trái đất. Chúng ta phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Được chứ? Vâng, đúng đấy. Dù sao anh cũng là người cầm súng. Các người làm tù dân bao lâu rồi? Giống như bọn chuột trong phòng thí nghiệm. Được 2 năm rồi. Không thể nào. Cách đây 1 tháng tôi mới thấy tàu Newton phóng đi trên TV. Đến ngày 490 thì tôi không còn đếm nữa. Lúc đó tôi đã bị ốm. Khá lâu rồi. Dàn vật tương đối, chấn thương này sẽ kéo dài trong bao lâu? Tôi tin rằng đại quý Grom sẽ không bị chấn thương nặng đâu. Anh ta có lẽ đang muốn nói rằng sự chênh lệch thời gian trôi qua là do hiệu ứng. Cô thuyết tương đối đặc biệt của Einstein. Tôi ghét vật lý. Sharon, hãy kiểm tra hướng 6 giờ để chắc chắn chúng ta không bị theo dõi. Vậy anh tính bay trở về trái đất để bị giết hả? Tôi có nói vậy bao giờ đâu. Nếu có tàu, hẳn sẽ có một nơi nào đó trên hành tinh này. Không có mấy cái con Chameleon đó. Một hòn đảo hay là gì đó. Phải rồi. Nhưng lỡ như chúng ta không thể làm họ thay đổi quyết định thì sao? Nếu vậy thì việc tôi là phi công sẽ có tác dụng đấy. Dòng bảo vệ ngoài.
Đó là thứ gì thế? Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Sergeant, đi với tôi nào. Không sao chứ? Ở yên trong vòng đi. Tách ra. Cô ta đi đâu rồi? Không sao đâu, ổn rồi. Chúng tôi không ý hại cô đâu. Không sao đâu. Trông cô ta gần giống như con người. Chúng tôi không biết nhiều về họ. Chúng dùng chuồng để hội ý ngoài việc giam giữ nô lệ hay là làm thí nghiệm. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy thứ nào giống như cô ta trước đây. Không sao đâu. Chị ghê quá. Frank. Tôi là Leah. Cô không bị sao cả. Họ đi đâu thế? Họ đi đâu rồi? Thế này là gì? Tên của ấy là Lee đấy. Sao biết tên cô ta? Tôi đã nói cho anh ta biết. Bọn sinh vật hình người trong sở thú không biết nói. Sao cô lại biết tiếng Anh chứ? Tôi học từ anh mà. Từ anh ta à? Từ tất cả các người ở trong rừng. Tôi nghe anh nói rất nhiều trong chuồng. Và cô ta đã quan sát anh. Chúng tôi chưa hề gặp cô ta. Không thể tưởng tượng thật ngụy trang thật tốt. Tôi chưa từng thấy. Trừ bọn Samelonda. Ừ, chúng ta phải đi thôi nào. Đại đã. Hết đâu rồi? Không thấy. Đại quý cần nghỉ ngơi và thức ăn nữa. Được rồi, ai có thức ăn? Đây này. Thức ăn ở khắp nơi. Để tôi chỉ cho. Thôi được, đi thôi. Chúng ta sẽ đi lấy thức ăn. Đưa cho đại quý. Sao anh đưa thứ đó cho anh ta vậy? Anh tin cô ta sao? Tôi còn sự lựa chọn nào khác? Coi chừng sau lưng đấy. Để lại súng của anh hết đạn rồi. Sao chúng tôi lại phải đi theo anh? Khóa huấn luyện sĩ quan của trung úy Bob bao gồm cả các kỹ năng sống sót cao cấp. Khi đại quý Crowley mất sức chiến đấu thì anh ấy sẽ trở thành thủ lĩnh thôi. Món bánh chuối tôi đâu? Đây. Ăn ngon đấy. Rất ngọt. Không. Trái Capablum đấy. Cắn một miếng thì cả Romosin. Rất to và rất khủng khiếp. Hiểu rồi. Cô luôn tự kiếm ăn à? Luôn luôn là thế. Ngay cả khi cô còn rất nhỏ.
thức ăn. Này này, nếu anh ra tay với bất kỳ thành viên trong nhóm này thì tôi xử anh đấy. Trừ khi cô ta ra tay trước. Cô ta đã dập tắt lửa, vậy cứu anh đấy, ngọn lửa sẽ chỉ chúng ta biết. Xin lỗi nhưng gì không được, anh và chúng tôi không thể ăn sống được. Đây là thứ gì thế? Đừng lo, vậy cái như thịt gà ấy mà. Hy vọng trên phi thuyền có bếp nướng. Cô biết gì về bọn Samelon? Nói như thế tôi đã kiểm tra chúng rồi vậy. Chúng có công nghệ tối tân hơn, nhưng chúng chỉ dùng khi buộc phải thế. Sinh vật hình người thì bị giữ làm khổ sai. Còn chúng tôi thì chúng không biết tính sao. Họ đã làm gì các người chứ? Có vẻ như điều chúng tôi có thể đừng đi. Cassie, xin lỗi nhé. Chúng ta sẽ bị ướt mất thôi. Thân hành được hỗ trợ mọi người xây chỗ trú mưa. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng đó là tiếng sấm sét đâu. Mọi người núp đi, ngay lập tức. Nhanh lên nào. Chúa ơi, không, không, Jason. Cái quái gì vừa xảy ra thế? Có vẻ như đất ở đây giàu vật chất hữu cơ phân hủy. Khả năng là bơm kích nổ khí mê tan lên cao sẽ an toàn. Giờ thì chỗ này vẫn là thiên đường chứ. Chỗ này không hoàn hảo, nhưng không khí rất tốt, tốt hơn cả trái đất. Thức ăn, nước, ngay cả trọng lực. Anh quên nhắc tới cái bọn Samelon rồi. Tim, chúng ta còn cách tàu bao xa? Cách đây khoảng 10 dặm về hướng đó. Ra khỏi hành tinh này đi. Đừng cố ngăn tôi làm gì nữa đấy. Trung úy, xét vào một sĩ quan thì tôi nhận thấy anh có khả năng chấp nhận mọi người cao hơn người khác. Nhưng tôi không thể cho phép anh hay là ai khác hy sinh bản thân vì bất kỳ lễ gì. Jason đã chết rồi. Đường tới Tipperary còn rất xa. Đại quý, xin lỗi. Anh sao rồi? Tôi sao à? Tốt hơn. Cảm ơn vì đã giúp mọi người tiếp tục. Đó là việc của tôi. Nhưng tôi cũng từng bị với anh. Họ hỏi tên tôi trả lời là thứ tư. Tệ hơn nữa, hôm đó là thứ bảy. Không biết ở đây hôm nay là ngày gì. Và mấy giờ rồi? Mặt trời sắp lặn. Ta cũng không biết được ngày dài thế nào hay đêm ngắn ra sao. Phải rồi. Trung sĩ cơ bản và vũ khí tự chế, mang chúng ra đi. Vâng thưa ngài. Anh có biết chúng ta đang ở đâu không? Mục tiêu của ta là sao thứ tư ở Pranad. Nhưng nơi này có vẻ không phải. Có gì đó không ổn. Đáng lý chúng tôi đi tới Alpha Centauri. Ở đó có ba mặt trời. Tôi không có thời gian kiểm tra bản đồ. Ngay sau khi thức dậy chúng tôi đã vào trong khí quyển. Frank, Alpha Centauri là phải gần hà, nằm gần trái đất nhất. Vì thế cho dù ở đây hay ở đâu thì cũng đang ở cách đó rất xa. Vậy thì có thể đã 40 năm rồi, hoặc hơn thế nữa. Trái đất vẫn còn ở đó mà. Ta chỉ cần tìm nó thôi. Nếu là một con tàu thì tôi đã đi tìm nó rồi. Lớp ngụy trang của cô thật đáng kinh ngạc. Ngụy trang? À là, tôi ước gì tôi có thể biến mất như thế. Anh muốn giống như tôi sao? Ra khỏi hành tinh quái quỷ này thôi. Nghĩa là sao vậy? Thế giới của tôi đã bị tấn công.
Chúng oanh tạc từ quỹ đạo, chẳng ai ngờ trước được. Thế giới của anh à, anh từ đâu tới? Trái đất. Rất, rất xa. Ở ngoài kia. Như truyện dành cho trẻ con, truyện cổ tích. Chúng tôi cũng đã nghĩ thế, cho tới khi chúng đến và cố lấy đi thế giới của tôi. Thế còn việc quay về, nếu còn có thể. Đó sẽ là rắc rối đấy. Đích đến của chúng ta nằm sau những ngọn núi. Làm sao tôi biết trước được là anh sẽ nói như thế? Tôi không biết, khả năng đoán trước không phải là thứ dễ hiểu. Đi tới Altus Exodus. Được chứ, Frank? Những người khác sẽ không bao giờ lên được tới đây. Chúng ta phải tìm đường khác dễ đi hơn. Chưa từng có ai làm việc này cả. Người của cô không có lớp ngụy trang à? Họ không phải tộc người của tôi. Họ trốn trong hang động. Tôi sống trong rừng. Tôi săn bắn, giết thú để làm thức ăn. Ok. Thế còn gia đình? Không có. Chắc hẳn họ cô đơn lắm. Còn gia đình của anh thì sao? Trên trái đất có lẽ thế đấy. Anh không trốn à? Không. Sẽ luôn có thứ muốn làm hại anh. Nhớ cho kỹ. Ok. Cô có nghe thấy không? Nước chảy. Cô chắc là nước này uống được chứ? Hầu hết nước trên trái đất đã bị ô nhiễm. Ô nhiễm? Thôi, đừng để ý nữa. Cô có biết nước này chảy về đâu không? Chạy xuống. Nói làm sao vậy? Dũng nước lớn. Ý cô là hồ hay là sông à? Tôi quay lại ngay. Trốn đi. Anh nói là anh muốn ở lại đây à? Nếu những thứ bắt được đó. Hannah nói với tôi là Hannah không bị bệnh. Chúng đã làm cô ta có thai, nhưng sau đó thì cô ta lại bị sảy. Như tôi đã nói, chúng ta cần tìm chỗ để có thể tránh xa mấy thứ đó. Trái đất có 12 tỷ người, thế mà vẫn có đảo quan. Chúng ta cần tìm một chỗ như thế. Nhưng chỉ có hai ta thôi, và anh cũng không phải kiểu tôi thích. Nhưng ta sẽ sống sót, sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Đại quý là phi công duy nhất ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ta, phải, khi đó thì họ sẽ cần anh. Chúng ta sẽ nắm quyền. Bay tới nơi nào đó an toàn và cứ thế mà đi. Hợp lý. Những người còn lại sẽ đồng tình thôi. Ừ. Phải đấy. Victoria cũng khá được đó chứ.
Chúng ta chỉ cần sẵn sàng cho cơ hội. Tiếng gì thế? Trung úy Vân, có một tàu bay Samuel đang lại gần. Xin hãy cùng chúng tôi trốn. Phải, tôi biết rồi. Ngay này ở đằng kia có một con sông sẽ đưa ta tới nơi cần đến. Nhưng ta phải nhanh chân lên, chúng sẽ bắt được ta đấy. Anh có thể câm mồm lại không? Chúng ta phải đi ngay lập tức, nhanh lên nào. Jim, anh có nổi lên được không? Tôi có cơ thể lặn xuống hoặc nổi lên bề mặt. Xuống nước đi, ở dưới đó càng lâu càng tốt. Nhanh lên nào. Nương nương theo dòng nước đi. Trung úy, đây. Mọi người lên nào, nhanh. Lên nào. Hannah đâu? Nhanh lên nào. Thì chúng ta phải đi thôi. Comodri đang ở gần đây. Tôi có thể ngửi thấy. Tôi rất sẵn lòng giúp mọi người đào quyệt cho Hannah. Vui ư? Đồ máu lạnh. Đủ rồi, không còn thời gian đâu. Ta không có thời gian đâu. Dừng lại đi. Xin lỗi nếu tôi xúc phạm ai đó. Tôi chỉ ở đây để trợ giúp thôi. Tôi được thiết kế ở dạng này để làm yên lòng mọi người. Cô nói đúng đấy. Tôi không có trái tim. Cảm động thật, nhưng không phải ta đang đi tìm kiếm con tàu hay sao? Mà Cormorant là cái gì? Rất to, rất đáng sợ. Chúng ta sẽ chôn cô ấy chứ. Những người khác cũng có được chôn đâu. Đó là vì họ chẳng còn sót lại gì để cho ta chôn đã. Thôi được, ta sẽ cứu nhân loại, nên ta phải hành xử như con người thôi. Ta sẽ chôn cô ấy. Anh ấy nói rất đúng. Nó là tàu chiến đấu, chắc hẳn nó đã thoát từ cuộc xâm lăng. Có vẻ như họ cố tình hạ cánh xuống. Dừng lại đi, dừng. Chết tiệt. Nó sẽ ăn thịt ta, tất cả giáo còn không thể xuyên qua da nó được. Ta cần vào bên trong con tàu đó. Nó sẽ không thể nào ăn hết tất cả chúng ta, có phải không nào? Anh có muốn giúp chúng tôi không? Ngày này đánh lạc hướng nó thôi, để nó đuổi theo anh. Nó không ăn được anh đâu, chẳng có gì phải sợ cả. Tôi không được lập trình để sợ. Nhưng nếu nó không ăn được tôi thì làm sao tôi dụ được nó đi xa đây? Đổi quần áo với anh ta đi. Này, bên này, đây này, ra đây đi, con rồng quỷ. Mọi
Mọi người, đó là trái Capeblum. Chúng có độc, đừng ăn chúng nhé. Nhìn có vẻ ổn đấy. Động cơ chết rồi, tôi không biết. Tốt nhất ta nên cầu nguyện thôi. Chúng ta phải kiểm tra bộ nhiên liệu đã. Đây, kéo cái này lên đi. Ngay đây. Kéo nó lên nào. Đây rồi. Nhìn có vẻ ổn. Tôi cũng không mong là mọi thứ sẽ hoàn toàn ổn. Nhưng nếu các kết nối này chắc chắn thì nó sẽ cung cấp năng lượng cho hệ thống chính. Tôi đã kiểm tra chỗ chứa vũ khí. Nó trống rỗng. Như đồ sơ cứu thì còn nguyên. Có vẻ như nó chưa từng được mở ra. Họ lấy vũ khí và để lại mấy thứ này sao? Không thể. Sao thế? Tôi tưởng pin năng lượng phản vật chất ngàn năm vẫn xài tốt. Trong sách thì họ có thể nói như vậy. Ôi, cứng như đá. Thôi được rồi, kiểm tra từng ngăn đi. Phải có câu trả lời ở đây thôi. Trời đấy, không ly cà phê, cũng không tạp chí cũ. Cứ như đó vừa mới được sản xuất vậy. Thật vô lý. Thế tàu này có thể cất cánh không? Tôi không tìm ra chỗ nào có vấn đề cả. Nhưng chúng ta không có pin năng lượng. Tới lúc phải nghĩ cách sống. Nghe cho rõ. Frank, ta không thể sản xuất ra phản vật chất ở đây. Chúng ta không cần làm ra nó. Pin năng lượng được thiết kế để chịu đựng tác động, có phải không? Phải. Nếu nó mà bị rạn nứt thì sẽ nghe một tiếng vâm. Ây, không nổ. Hơn năng lượng của tàu vẫn còn nguyên. Anh không biết được chúng như thế nào cơ mà. Sao lại không chứ? Chúng ta đang bị lạc. Anh biết là đi đâu tôi sẽ theo đó. Nhưng việc này nghe thật điên rồi. Thôi đi. Không đâu, Fred. Ta đã ở đây đủ lâu rồi. Thứ đó quay về rồi kìa. Nó đã bắt được chim. Chết tiệt. Được rồi, con rồng quỷ. Tìm điểm yếu của mày nào. Anh làm tốt lắm đấy. Ngài đã mạo hiểm mạng của mình để cứu tôi. Anh cũng đã làm thế, chúng tôi còn gì. Tôi được lập trình để giúp đỡ và bảo vệ con người. Còn ngài mạo hiểm mạng mình cho tôi, cho một cỗ máy. Anh không chỉ là một cỗ máy. Anh đúng là một anh hùng điên rồ. Antes, Exodus là cái gì? Là Sholan, điên khùng họ nghĩ ra cho chiến dịch chi tản để đỡ ngượng thôi. Nó có nghĩa là chuyến khởi hành cao quý. Trong đơn vị chúng tôi thường gọi là bay đi bay mãi không về. Anh đã mạo hiểm mạng sống của mình à? Cho một thành viên trong đơn vị của tôi, gia đình của tôi. Đó là điều cần phải làm thôi.
Nếu chúng ta không bảo vệ nhau thì ta sẽ chết cùng nhau đấy. Bây giờ chúng ta là gia đình à? Anh có gia đình nào khác không? Trong thế giới của anh ấy, một bạn đời chẳng hạn. Tôi có một người vợ. Cô ấy mất rồi, chết trước cuộc tấn công. Nhưng tôi có một con gái, con bé 5 tuổi. Có lẽ bây giờ con bé đã lớn hơn 5. Tôi phải quay trở về với nó. Tôi đã hứa với con bé là tôi sẽ quay về. Nếu chúng ta có khoan năng lượng, anh sẽ rời đi chứ? Cô có thể đi cùng bọn tôi. Nhưng việc đó sẽ không xảy ra. Vì nếu không ai giúp thì ta sẽ không làm được. Tôi sẽ giúp anh mà, friend. Tôi cũng thế. Ra khỏi đây tôi. Tôi cũng sẽ giúp anh mà, friend. Và tôi cũng tham gia. Tôi hân hạnh được hỗ trợ ngài. Gia đình. Phải. Chào buổi sáng, Cassie. Friend đâu? Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy khoan năng lượng chứ. Friend và Lee cùng nhau đi lấy nước rồi. Nó đẹp quá. Cô nhìn gì vậy? Đẹp thật. Đây là hình xăm à? Nghi thức trưởng thành. Hình xăm. Sao thế? Leah. Có vẻ như tất cả ở đây rồi. Sao thế? Tất cả mọi người chắc chắn chứ? Thôi nào, Ren. Ở đây quá nguy hiểm, ta phải rời đi thôi. Dĩ nhiên là ta phải quay về rồi. Ai và tránh không bị bọn Samelon, hoặc là tệ hơn thế nữa. Phải, tới đây thôi, cũng đã làm ta xém chết rồi. Ta nên đi theo hướng sông sẽ dễ hơn đi xuyên qua rừng một lần nữa. Và có lẽ sẽ an toàn hơn. Giả sử ta đến được đó rồi thì không đủ nhân lực để đột kích. Tôi có ý tưởng về chuyện này.
Người của cô sẽ giúp chúng tôi chứ? Cô có sao không? Tôi mừng là cũng có một chuyện tốt trong mớ lộn xộn. Tôi nghĩ Frank là một người tốt đấy. Là cái gì? Sao? Hình xăm. Là gì? Còn một chặng đường dài đến Tipperary, đến chỗ cô gái tôi yêu đấy. Tạm biệt nhé, Biska Disley. Tạm biệt nhé, quảng trường Leicester. Còn một chặng đường dài đến Tipperary. Trái tim tôi vẫn còn ở đó. Nó có nghĩa là cái gì? Tipperary? Tôi cũng không biết nữa. Thì ta đến đó chưa? Anh đã bao giờ nghĩ chỗ đó sẽ bị đánh bom không? Nếu ở lại đó anh đã bị thổi bay rồi. Nói cách khác thì tôi đã cứu anh đấy. Ngôi làng còn cách xa nhưng có lối vào ở gần đây. Lối ít người đi. Như cửa sau à? Cửa sau đi bộ trong bóng tối bên dưới ngọn núi. Người Chameleon không đi dưới lòng đất. Vậy thì ta sẽ an toàn, chưa bao giờ an toàn hết. Họ sẽ không muốn giúp ta đâu. Người Chameleon săn đuổi và giết họ. Hay là ta tẩn cho bọn họ một trận đi. Là chúng sẽ để yên người của cô chứ gì. Đi thôi nào. Đi sát vào nhau nha. Có gì đó ở đằng kia. Kệ chúng đi. Ngôi làng ở trong hang kế tiếp. Tôi không thể vào được. Chúng tôi cần cô phiên dịch. Có chuyện gì thế? Đây là nơi tôi thường trốn để lắng nghe. Đôi lúc mẹ để lại thức ăn cho tôi. Họ đã bắt được bà ấy và... Và đây không phải là người của tôi. Tôi không có ai hết. Tôi không biết phải dùng từ nào. Bị đưa đi à? Hay là trục xuất? Họ gọi tôi là quái vật. Với những đứa trẻ như tôi, họ sẽ bỏ cho chết trong rừng. Họ nói nếu tôi còn quay về thì tôi sẽ bị giết. Sao họ lại gọi cô là quái vật thế?
Không phải hình xăm. Tôi không có hình xăm. Cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nếu cô biết cô không thể vào, sao lại đưa chúng tôi đến đây? Các anh là những người duy nhất nhìn được con người thật của tôi đấy. Được rồi. Cô có học tiếng của họ không? Không. Tôi có thể nói chuyện với họ nếu Lia dạy tôi những từ đó. Nhiều ngôn ngữ có cấu trúc câu giống nhau. Tôi sẽ dạy anh. Tôi sẽ dạy. Ja, tum tunik sita mo. Los, das im Gedächtnis, was war? Anh ta nói họ giết chúng ta, rằng ta là quỷ trên trời xuống. Họ nói chúng ta cùng phe với bọn Shamelon. Chuyện này không ổn rồi. Nói rằng đi ai dạy tiếng cho anh và chúng ta sẽ cùng giết chết bọn chúng, rồi họ có thể sống trong hòa bình. Dân, tôi còn sống. Nhờ những người khách này tôi không còn sợ hãi nữa. Cô định làm gì thế? Điều phải làm. Người này là một cựu chiến binh vĩ đại từ một thế giới xa xôi. Quái vật, người dám về đây thì người sẽ nhận cái chết đấy. Lúc đầu mấy người cũng như thế, cái gì không hiểu là cứ giết nó đi hay sao? Các người sợ cái gì? Một đứa trẻ nhỏ với làn da màu à? Người này đã giết được nhiều tên Samelon. Sau khi phi thuyền rơi xuống và bao nhiêu người trong các người đáng lý đã chết nếu không có anh ta. Và bây giờ thì các người lại không giúp đỡ anh ấy. Đừng sống trong sợ hãi nữa, đã đến lúc phải làm việc cần làm rồi. Truyền thuyết nói là tổ tiên của chúng tôi đã thu nhặt và canh giữ những vũ khí hàng thế kỷ qua. Vài cái được trộm từ bọn Samelon, vài cái từ thời kỳ đen tối chờ đợi ngày nổi dậy. Bọn Samelon vẫn đang giữ người của chúng tôi làm nô lệ, và chúng tôi sẽ giúp đỡ các anh nếu các anh giúp đỡ chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau. Thế nên đây là cách họ biến mất rất nhanh sau vụ rơi phi thuyền. Anh ta nói có khoảng 100 tên Samilo. Có thể có nhiều hơn nữa đấy. Kế hoạch thế nào đây? Ta cần đánh lạc hướng về với những thứ cơ bản. Đi nào. Nữ hoàng đã nói nếu chúng ta thành công thì cô sẽ được quay về sống cùng với mọi người.
Anh thật sự nghĩ cách này sẽ hiệu quả à? Đây là những tên coi thú hoặc nhà khoa học, không phải lính chiến. Nếu có thật là như vậy thì họ định đánh nhau với ai đây? Con người sẽ không bao giờ tấn công họ. Hy vọng anh nói đúng. Bắn! Ok, đi thôi nào. Come on. Đi nào, ra khỏi đây và tìm bạn của các anh thôi. Có chuyện gì vậy? Họ đi đâu rồi? Ok. Nó vẫn còn năng lượng. Được đấy. Nghe này, ta phải đi tìm họ. Hy vọng cách đánh lạc hướng của chúng ta thành công. Ta sẽ liều mạng sống vì họ. Họ đang làm điều đó vì chúng ta cơ mà. Được thôi, làm cho xong việc này đi. Dấu chân này. Đi, đi thôi. Đi nào, có tôi phía sau rồi. Cái gì cơ? Đi đi, tôi sẽ bắt kịp mà. Là đến lúc tôi làm người hùng được rồi. Đi, để tôi. Cẩn thận đấy. Tao sẽ lấy khẩu súng đẹp đẽ đó của mày. Lia, không. Ôi, không.
Nằm xuống. Lia, giờ làm sao đây? Ta bị bao vây rồi. Ta sẽ lập một trường plasma dạng trong rừng, một bức tường lửa. Đây thôi, bắn lên đất đi. Cô có sao không? Tôi không sao. Cô điên hả? Cô có thể đã bị giết đâu đấy. Tim, đi thôi. Đây này. Tôi rất tiếc là hiện giờ không thể hỗ trợ cho ngài được. Anh đã cứu mạng tôi, đó là mục đích của tôi. Pin năng lượng đã bị phá hủy, nếu mà vậy thì sẽ không ai trong chúng ta cứu sống. Cầm lấy nó và mau đi đi. Tôi sẽ rất vui lòng được thực hiện lần hỗ trợ cuối cùng. Tôi sẽ đợi bọn chúng đến và tự hủy. Sẽ là một vụ nổ kinh hoàng đấy. Không, chúng tôi sẽ đem anh đi theo. Tôi không thể cho phép ngài đặt mình vào tình thế nguy hiểm gì tôi. Anh không có lựa chọn. Ra khỏi hành tinh này thôi. Đi nào. Đỡ lấy anh ta đi. Đỡ đi. Giữ lấy anh ta. Pimbo đâu? Anh ta đi cùng anh cơ mà. Đi tiếp đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Cầm lấy đi. Anh sẽ cần cái này. Chết tiệt. Cách này không hiệu quả. Ta sẽ dẫn chúng lại ngay cái này. Đại quyết, được chim và những người khác quay lại núi, lên tàu. Anh sẽ bị giết. Tôi sẽ chết ở trái đất, không phải ở đây. Tôi sẽ ở lại với anh. Càng nhiều người càng dễ giữ chúng hơn. Được rồi, đi thôi. Một, hai. Anh chắc về chuyện này chứ? Không chỉ là vài tên Samelon đâu. Chúng tôi sẽ đến chỗ dòng sông. Nhớ tìm tôi đấy nhé. Đi, đi. Anh không muốn có em hay sao? Cô đang làm cái gì vậy? Tất nhiên là anh muốn có em rồi. Nhưng em thuộc về nơi này. Và người của em, anh là người của em. Thôi được rồi, sẵn sàng chưa? Đi thôi, một, hai. Theo em đi. Có một con thuyền ở đây. Đây rồi. Vào đi.
Colin, bi năng lượng đâu rồi? Có vẻ ta cắt đuôi được chúng rồi. Cũng không tệ lắm nhỉ. Chết tiệt. Tôi đã mong chúng chỉ có mỗi một chiếc thôi. Colin, anh ở đâu thế? Mái treo. Đưa tay cho anh nào. Đưa đây. Kéo đi. Anh vất vả rồi. Rất vui gặp lại anh. Ta đến chỗ tàu Antet Exodus. Đi nào. Điều này giải thích lý do chúng ta bị rơi. Đại khái là một dạng hệ thống phòng thủ hành chính, chắc là tự động. Máy tính có lẽ sẽ mất vài phút để tìm xem chúng ta đang ở đâu. Được rồi. Có vấn đề gì sao? Julie hết sức. Lần này tôi có câu trả lời. Ta đến hành tinh Banat sau thời gian bay sắp xỉ 10 năm. Cái gì cơ? Do không tìm được hành tinh nào nên chúng ta cứ đi mãi. Cuối cùng thì vượt mốc 99% vận tốc ánh sáng. Nhưng các hệ sao khác thì cũng không có đủ. Điều kiện sinh tồn và do giới hạn ngủ đông chỉ có 100 năm. Tôi đã lập trình con tàu bắt đầu trở về quỹ đạo cũ. Hy vọng là kết quả chiến tranh dù có thế nào thì trái đất vẫn là nơi ta có thể ở. Ý anh là ta đã đi suốt 100 năm sao? Và ta đã đến một hành tinh có thể ở được. Trên đường quay về trái đất à? Tất cả chỉ có tính tương đối thôi, Frank. Với chúng ta đã là 100 năm. Nhưng với trái đất đã sắp xỉ 325 năm trôi qua rồi. Đợi đã ở đây sao? Chúng ta đã trở về thật không? Nó không phải trái đất. Trái đất màu xanh mà. Còn cái dòng bên ngoài, mặt trăng đâu chứ? Tôi nghĩ bọn xâm lược ngoài hành tinh đã phá hủy nó. Dòng tròn chính những mảnh vụn còn sót lại, sao chúng ta lại phá hủy mặt trăng?
Nếu không có ảnh hưởng của thủy triều thì bề mặt trái đất sẽ phẳng hơn. Nếu không còn hiệu ứng nhà kính, hành tinh sẽ được bao phủ bởi những khu rừng nhiệt đới và biển cả. Điều kiện tuyệt vời cho người Samelon. Sam không nói cho chúng tôi biết. Fran, People và Hannah đã yên nghỉ. Họ đã chết trong lúc cố tình về nhà. Anh đã biết trước ta chẳng còn nơi nào để đi đúng không? Fran, cái gì nữa? Nếu tôi nói cho anh biết, anh sẽ ý chí tiếp tục chứ? Chương trình của tôi cho thấy một mục đích, một lý do để sống là một trong những nhân tố tích cực cho sự hạnh phúc của con người. Vậy anh đã cố làm chúng tôi vui sao? Anh ấy không hề có trái tim. Cái gì? Anh nói là anh không đủ can đảm để nói cho chúng tôi biết. Và tôi đã hứa với cô ấy. Người của em, em là người của bọn anh đấy. Làn da của Lia có thể là bước tiến hóa tiếp theo của loài người. Ta không thể về nhà, Frank. Ta đã ở đó rồi. Đúng thế. Và ta sẽ phải thích ứng. Bằng cách nào? Ta sẽ lấy lại thế giới của mình. Đó sẽ là một trận chiến dài đấy. Phải. Nhưng không đâu bằng ở nhà cả. Kịch bản: Tender Levy. Sản xuất: David Michaelak. Chỉ đạo sản xuất: David Rimaqui. Nhà sản xuất: Paul Ballas, Arian Paul, Pali Joriger, Ray Howe và Richard Rysenko. Biên tập: Bobby Key. Âm nhạc: Chris Bridenhall. Sản xuất: Nancy Leopardi. Đạo diễn hình ảnh: Richard